để tránh cái việc thất vọng thì các ông phải hiểu là đi sang đây không phải là để học. Nếu mà ông bỏ 1.000 đô sang đây để ông học thì ông sẽ không thể học được bằng Phạm Đình Long học 200.000 10 đô, chưa kể vé máy bay, khách sạn. Bây giờ bây giờ mình có cái chương trình là cho người mới, đúng không? Vâng. Cái định hướng cho người mới thì bây giờ mình tham dự vào một cái sự kiện networking ấy, thì mình cần là thứ nhất là mình không phải mình sang đây để mình học đâu. Mình học thì nó rất là ít, và bởi vì là học thì mình chỉ học được cái đến tầm oát thôi. Tức là nó có cái đấy và người ta đang làm cái đấy, thế thôi. Và tôi ví dụ như ông câu xem cái thằng mà ngày mai mình xem cái thằng thể thao thể hình ấy, cái thằng thể hình ấy, đầu tiên là khi mình sang thì mình phải tìm một cái danh sách, đúng không? Trong danh sách đấy nó có mấy cái danh sách là cái danh sách sự kiện, thì mình phải đọc hết cái danh sách sự kiện đấy xem nó là cái gì. Thì ở trong cái sự kiện đấy thì nó có tên của cái người đấy. Thì để nhanh ấy thì mình tra ngược cái danh sách diễn giả thì mình sẽ đọc được cái bio của người đấy. Còn nếu mà mình muốn cẩn thận thì mình lên mình xem các kênh mạng xã hội của cái người của cái diễn giả đấy. Ví dụ như cái ông mà ví dụ nhá, trong đầu mình nghĩ ngay ông bảo ông làm hay lắm nhưng mà kênh của ông có 4.000 follow thôi thì là sẽ kém rồi, đúng không? Thì rõ ràng Tú cũng thế thôi. Em làm kênh của em mấy triệu nhưng mà tên em đâu. Thì nói chung về uy tín cá nhân ấy, thì nó vẫn cần phải có cái khi mà mình chạy một cái kênh cá nhân mà nó không có gì cả, xong mình bảo tôi là YouTuber ấy, chả ai tin mình. Yeah. Thế bây giờ ông có rất là nhiều kênh ấy, thì ông kéo traffic từ kênh ấy vào. Ông làm hẳn một kênh tên Tây Ban Nha của ông, tôi tên là Tú AI, nó nói được luôn, nó nhại giọng không luôn được mà. Thế thì bây giờ cái thằng diễn giả kia nó bảo là tôi giúp cho thằng kia tăng lợi nhuận lên 100.000 một tháng bằng những chiến lược marketing của tôi. Đấy, thì bây giờ nó sẽ lên nó nói 30 phút trong khi cái YouTube của nó đã có sẵn rồi. Thì cái việc mà mình xuất hiện ở đây nó không cần thiết để mà học. Cho nên là các ông phải sang đây các câu kỳ vọng để học thì các ông sẽ không bao giờ có được những cái điều mà các ông đang học ở Việt Nam từ Phạm Đình Long. Nếu mà nói về học là các ông sẽ thất vọng. Nên là để tránh cái việc thất vọng ấy, đây là cái gì đấy, để tránh cái việc thất vọng thì các ông phải hiểu là đi sang đây không phải là để học. Nếu mà ông bỏ 1.000 đô sang đây để ông học thì ông sẽ không thể học được bằng Phạm Đình Long học 200.000 10 đô, chưa kể vé máy bay, khách sạn. Đấy, thì khi mình biết là mình sang đây để mình làm gì mình biết là sang đây mình làm gì thì mình mới có thể kỳ vọng. Thế bây giờ sang đây thì diễn giả như thế thì mình ngồi mình xuất hết mạng xã hội của anh ta, link từ LinkedIn, từ Facebook, YouTube, Instagram, mình xem trước các cái bài. Và xem không đủ thời gian thì mình cho ChatGPT tóm tắt những cái video nhiều nhất của người ta để mình hiểu là cái người này họ master về cái gì. Về cơ bản thì nó chỉ thế thôi là hết chuyện. Chứ em cũng không thể, nó chỉ làm showcase chứ nó không thể là how to cho mình được. Đấy. Đây chỗ này là trung tâm mua sắm lớn nhất của Thái Lan rồi. Có thể mình sẽ bắt một vài cái từ khóa của họ thôi. Cái connection kết nối thì là phải. Thế bây giờ không thì bây giờ keyword thì bây giờ mình lên mình tìm tên diễn giả ra thì vẫn tìm được các cái bài keynote của họ thôi, đúng không? Thế nên là nếu mà mình muốn học ấy thì mình không thể học theo cái kiểu là đến để nghe người ta giảng how to xong mình về mình làm step by step, sẽ không có chuyện đấy ở đây. Bởi vì danh sách người ta nói từ lúc khoảng độ một ngày như vậy nó chỉ nói được khoảng 4 tiếng thôi. Không được 4 tiếng đâu, khoảng 7 diễn giả thôi, mỗi ông 30 phút. Nó lên rất là nhanh, lên cái tôi là vỗ lại bẹp tôi xuống. Nó làm đúng như cái kiểu kịch bản của mình ở trong Ultimate là bài 30 phút ấy. Vâng. Thế thì nó chỉ có được như vậy thôi. Còn sau đó thì ông bán cái gì ông bán. Nó chỉ được 30 phút như thế. Các ông mua gì các ông mua đi. Thế thì trong 30 phút đấy thì nó chỉ nói được cái showcase là tôi đã làm cái này thì tôi làm được cái kia. Sau đó thì nếu mà là bài lớn ấy, thì nó sẽ cho mình hỏi đáp khoảng độ 2-3 câu hỏi phía sau. Thì 2-3 câu hỏi thì nó dùng vote up nó đưa lên. Thằng nào mà câu hỏi được nhiều người vote thì sẽ lên. Đấy, thế thì khi mình vào thì mình học thì mình phải để ý, phải rất nhanh. Đấy, học. Cho nên là nếu mà nói một từ mà mình không hiểu thì mình cứ cố gắng mình hiểu thì mình sẽ không học được cái gì hết. Nên là đừng có cố gắng hiểu. Xong đó thì mình mới chép lại toàn bộ cái nội dung đấy. Thì những cái từ khóa đấy, lên đây. Đây, những cái từ khóa thì nó sẽ cho mình cái cơ hội về mình đào tiếp, về how to tiếp với những cái từ khóa đấy. Thì tất cả những cái thứ mà nó nói ở đây thì mọi người đều biết. Vì mọi người đều biết rồi nên là chỉ là showcase thôi. Hôm nay tôi làm Google Ads thì tôi tạo ra cái kết quả như này. Hôm nay tôi dùng Native Ads tôi tạo ra kết quả này, tôi dùng Facebook Ads tôi tạo, Meta Ads tôi tạo ra kết quả như này, tôi dùng TikTok Ads thì tôi tạo ra kết quả như này. Hoặc là tôi làm video thì nó tạo ra như này, hoặc tôi làm Midjourney thì nó tạo ra như này. Thế thì mình chỉ nhìn được như vậy thôi là hết chuyện. Đấy là những gì mình có thể làm được. Thì cùng lắm là nó show lên trên màn hình là đấy, câu lệnh Midjourney của tôi nó tạo ra cái xe như này. Thế thì về nhà mình lại phải làm lại. Ví dụ như lần trước mình học được là nó thêm cái thông tin máy ảnh vào, nó thêm thông tin độ mở ống kính vào thì mình biết như thế thì mình thêm vào. Sau đó thì mình mới từ cái đấy mình đào sâu mình ra câu lệnh Midjourney. Midjourney nó có những cái câu lệnh như thế như thế như thế. Lên. Tú có kính này chưa Tú? Kính xe đạp thầy? Em có một cái nhưng mà không phải hãng này. Không hãng này là hãng gì? Em mua của Decathlon. Thế bây giờ là lúc tốt để em mua cho em rồi đấy, ok. Vâng. Duyệt. Con ở trên mà cho ạ. Này ok không? Nhìn vào gương. Khoa kính nhá. Wakali. Có kính gì vậy? Decathlon. Vào việc. Anh. Nếu mà em đội chơi men không em? Mua đi em. Specialized. Mua full face à? Hay mua một nửa? Một nửa này. Một nửa thì kéo cái kính này. Cái dòng kính này thì nó to nhưng mà nó kính gió. Vị trí đặc biệt là nó đặc biệt nhất này. Chọn đi, cô chọn cái này này. Excuse me. Tại sao nó đặc biệt nhất? Tôi ở trong chỗ đặc biệt nhất. What is the most expensive? Huh? What is the most expensive? It's a millionaire. Tỏ cái đi à? Thôi là nó lên tiếng phèn. Nhìn nó chất thật. Vô đi xem con nào em. Cái này nó đắt hơn cái Apple TV lúc nãy. Ok. Đắt hơn khoảng gấp rưỡi đi. Nó vào khoảng 5 triệu, 6 triệu cả. 949 bảng. 9 đồng là 900. Tao tầm là 9.000 chứ lại 900, 954 lại 6 triệu, 7 triệu chứ. Ồ. 900 là 9.000. 9.000. 9.000. Không biết đấy có phải là giá không? Đấy không phải. Mã có thể là mã. 7050 là vào 5 triệu. Con này là 6450. Có nghĩa là con này đắt hơn con này. Và nó đặt ở vị trí tốt hơn. Con nào đặt đâu? Con này là đây. Bao tiền? Hơn nhau 50 bạt. Con nào hơn 50 bạt? Con này 7.000 bạt. Ngửa mặt ở sao nào? Thế con nhìn sao nhìn? Con này nó no frame. Không có bo. Rồi còn con này có frame. Con này không có frame. Đấy. 7.000 á, con này này. Nó thay được nhá. Thay được cái gọng. Con này không thay được. Còn con này thay được. Nhưng mà em đi áo màu gì, mũ màu gì? Đỏ. Hả? Đỏ. Áo đỏ thì em phải lấy con đỏ. Đấy. Ok. Em có một bộ đỏ đen và một bộ xanh đấy, vàng. Đỏ đấy. Đỏ, mũ gì? Mũ màu gì? Mũ đen. Mũ màu đen, áo màu gì? Áo màu đỏ đen. Tức là sọc đỏ đen. Màu này có giống màu đỏ này không hay màu đỏ đun? Không, màu đỏ kia nó màu đỏ này. đúng không? Vào này. Em duyệt đi. Xong. Vào này. Ừ. Cái đấy là kính gọi là kính Polaroid. Phân cực. Em sẽ nhìn nó hơi xanh đỏ tí vàng ở bên trong. Vâng. Nếu mà quay từ hướng này cũng thấy nhìn thấy nó đổi màu. Nó sẽ xanh đỏ tí vàng. À. Ngày xưa bị mất một cái này. Lý nó mua tặng anh. Rơi đâu mất. Con này giống chạy người rơi hơn. Lấy con này. Lấy cái nào? Lấy con này. Thích cái này hơn nào? Ừ, cái con này thì màu nó ấy hơn. Còn không thì mua cái loại này này. Con này thì màu em không thích lắm. Nó hơi... Nó full phê. Nó full nó sẽ cản gió tốt hơn. Đặc biệt là em tập trong mùa đông. Qua đây sao? Chạy đẹp, chạy cũng đẹp. Không rơi được. Không rơi được. Mặc cả đi. Mặc cả tiếng Anh gì đó. How much? We have promotion, 50% off for the second one. You can looking one more. 15 off for the first one. We just want to buy one. Even this one is 7,050 baht. 7,050. 1,700. So if you discount, he buy. Oh, I have looking one more. It's better. I know, but you buy one. We buy the first one, and he buy the second one. Okay, đấy, 15% off. Là gì đấy? Hả? 15% off. Nhưng mà ý của thì cần gì nhiều hơn. 15% off thì mua thì không gì thôi. Thế thôi có gì đâu. Mày bán ra thì tao bán. Thế là vào trung tâm thương mại vẫn chưa họp được đấy. Đấy. Thế ông cứ không học đi. Thế lãi ra 1 triệu rồi còn gì nữa. 15%. Thế mua cái kính mà bảo ông. If you take one, take only one. You buy this one first. It's a care kit. This one 450 baht. Spray for cleaning and one more cork and screwdriver. What is it? What is it? Spray for cleaning. Như là cái làm trong. Nếu mà ông mua cái này 450 thì cái này sẽ bớt được 15%. Thì 15% là cũng là 1.000. 450. You get free 10% off. 15. 10%. 15. 10%. 15, 1.5 à? No, cannot. Có 7.000 cái này. Đẹp. Cả hai. Cũng rẻ thêm được ít. And refund. Tax refund about 5% at the airport. Ok, thêm 5% nữa ở airport. Ok, thank you. Get it. Come on. Yes, give me. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.